chất âm chân thực kiểu dáng đẹp mắt công nghệ hiện đại do tần số tự động độ nhạy cao lên tới 12 dB phối ghép hoàn hảo với vang số La karaoke top 5 micro không dây bán chạy nhất tại bảo châu lex sẽ là một trong những gợi ý vô cùng tuyệt vời dành cho bạn bạn đang tìm cho mình một bộ micro không dây hát karaoke hay, khả năng chống hút tốt và đương nhiên phù hợp với túi tiền của bạn. Top 5 micro không dây bán chạy nhất tại Bảo Châu Lex có đầy đủ giấy tờ chứng nhận hợp quy sẽ là một trong những gợi ý vô cùng tuyệt vời dành cho bạn. Các bạn đang xem video tại kênh youtube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Cái tên đầu tiên chính là bộ micro đến từ thương hiệu BBS B900 với mức giá 2 triệu 980 000 đồng. Đây là bộ micro đã chiếm được nhiều thiện cảm của người dùng với chất âm chân thực kiểu dáng đẹp mắt. Phần đầu thu của bộ micro không dây BBS B900 được cấu tạo từ hợp kim cao cấp có khả năng chịu lực và chống va đập. Kiểu dáng nhỏ gọn cũng như là thiết kế sang trọng giao diện của đầu thu thì cực kỳ đơn giản, dễ dàng sử dụng. Tay micro có kích thước rất vừa tay, bề mặt được phủ sơn la lô tĩnh điện, luôn sáng bóng, chống bụi bẩn cũng như chống bám vân tay cực tốt, cùng với công nghệ cảm biến thông minh cũng như khả năng chống rít cao. Cái tên thứ hai trong top 5 micro không dây ngày hôm nay với kiểu dáng thiết kế đầu thu nhỏ gọn, Tay mic được chế tác từ hợp chất kim loại cao cấp và bề mặt được phủ lớp sơn tĩnh điện, chống bám vân tay và mang tới cho chúng ta cảm giác rất là thoải mái khi cầm nắm Hát nhạy, âm sáng, không bị hụt hơi Đó chính là bộ micro không dây đến từ thương hiệu BIK BZU100 Một trong những cái tên mới đến từ thương hiệu Nhật Bản Công nghệ hiện đại do tần số tự động, chế độ tự ngắt thông minh Sử dụng tần số UHF và độ nhạy cao lên tới 12 dB Cùng với khả năng phối ghép hoàn hảo với vang số la karaoke Để cho ra chất âm tuyệt vời BIK BZU100 thực sự là một sự lựa chọn hàng đầu trong mức giá 3 triệu 190 nghìn đồng cái tên thứ ba không phải là cái tên quá xa lạ đối với những khách hàng thân thiết tại Bảo Châu Olex. BCA Week 12 luôn nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất và nhanh cháy hàng nhất tại Bảo Châu Olex bởi đây là dòng mic hội tụ nhiều công nghệ thông minh với chất âm ấm, ấm, sạch, độ nhạy cao, không gian sử dụng lên tới 100m được nhiều khách hàng lựa chọn cho bộ dàn karaoke gia đình và cả những bộ dàn karaoke chuyên nghiệp. Và với mức giá là 3 triệu 800 nghìn đồng là bạn có thể sở hữu ngay bộ micro không dây BCA Week 12. Và cái tên thứ tư lại là sự góp mặt của thương hiệu BCA Micro BCA VIP 3000 Đây là phiên bản rất tuyệt vời Chỉ với 6 triệu 490 000 đồng là bạn sẽ được trải nghiệm karaoke đỉnh cao Nhiều tính năng thú vị và cần thiết nhất cần có ở một bộ micro chuyên nghiệp Vỏ micro làm bằng kim loại cao cấp với thiết kế gọn gàng và tinh tế Micro không dây BCA VIP 3000 có chức năng chống ồn hiệu quả lên khi bạn hát ở trong một không gian ồn ào vẫn có thể xử lý và loại bỏ tạp âm khiến giọng hát thêm phần nhẹ nhàng và trong trèo. Với độ bắt sóng cực nhạy, khả năng thu phát sóng mạnh mẽ và ổn định với khoảng cách lên đến 100m mà không bị hút tiếng hay bị nhiễu sóng. Đặc biệt, màn hình hiển thị LCD ở cả đầu thu cũng như tay mic giúp người dùng dễ dàng đọc được các thông số cần thiết khi sử dụng. Và cái tên cuối cùng trong top 5 ngày hôm nay đến từ thương hiệu đình đám JBL, mẫu micro JBL VM300, một trong những cái tên đáng giá, thiết kế hoàn hảo đẹp nhất trong top 5. Đầu thu nhỏ gọn được cấu tạo từ hợp chất kim loại nhôm chắc chắn, sơn tĩnh điện màu đen rất bền bỉ. tay micro JBL VM300 làm từ hợp chất kim loại cao cấp, phần đầu thu mic thì được làm bằng lốc không dỉ bên trong chụp mic là một lớp vải mỏng giúp lọc âm tốt, đồng thời hạn chế hơi nước từ miệng của người hát tiếp xúc trực tiếp tới của mic gây ra hiện tượng dì xét. Với khả năng thu phát sóng mạnh mẽ, ổn định, bắt âm chuẩn, hút âm tốt, chống dít cực cao và các tính năng cảm biến tự ngắt giúp tiết kiệm điện. Với mức giá 7 triệu 900 nghìn đồng là quý vị bạn có thể sở hữu ngay sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu JBL VM300. Hy vọng với danh sách top 5 micro không dây bán chạy nhất tại Bảo Châu Lech trong thời gian vừa qua mà Đức Anh vừa giới thiệu thì các bạn đã có thêm cho mình những gợi ý để lựa chọn bộ micro không dây phù hợp với bộ dàn karaoke gia đình nhà mình. Các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 19000255 của Bảo Châu Lech để được đặt hàng và được giao hàng miễn phí tại nhà. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lech. Hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Bảo Châu Lech và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, Đức Anh xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục. Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ